Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ngày 23 tháng 10, từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa rào và dông trở lại. Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, có nơi lượng mưa trên 150mm. Từ hôm nay đến đêm mai, từ Quảng Bình đến Đà Nẵng sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Các khu vực khác như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo các chuyên gia khí tượng, hình thái thời tiết ở miền Trung đang xấu trở lại, nguy cơ mưa lũ, sạt lở tái diễn. Còn ở miền Bắc, dự báo khoảng cuối tuần này cũng sẽ có đợt mưa to dài ngày, sau đó xuất hiện một đợt không khí lạnh mới.